Bỏ thuốc bổ đi, tối ăn rau này, thận khỏe như voi, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm. Kính chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, một trong số phương pháp điều trị của bệnh suy thận đó chính là điều chỉnh chế độ ăn. Mặc dù thức ăn không thể chữa được hoàn toàn bệnh, nhưng có tác dụng duy trì sức khỏe của người bệnh rất hiệu quả. Câu hỏi người suy thận nên ăn rau gì cũng được rất nhiều bệnh nhân nghiên cứu, quan tâm. Nếu cô bác cũng có cùng câu hỏi với chúng tôi, thì trong chương trình ngày hôm nay, Ăn Sạch Sống Khỏe sẽ cùng quý vị đi tìm câu trả lời ngay sau đây nhé. Bỏ thuốc bổ đi, tối ăn rau này, thận khỏe như voi, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm. Một số loại rau có thể giúp hỗ trợ thận khỏe mạnh và ngăn ngừa tổn thương cho thận. Hãy cùng tìm hiểu xem người suy thận nên ăn rau gì qua bài viết dưới đây. Nếu bản thân của bác hay người thân của cô bác đang mắc bệnh suy thận, đừng bỏ qua những loại rau này. Đối với bệnh nhân suy thận, chế độ ăn nên hạn chế kali. Trong khi đó, rau củ và trái cây tươi lại là những loại thực phẩm có chứa nguồn kali dồi dào. Vì vậy, cần có sự xem xét khi lựa chọn các loại rau và cách chế biến nào phù hợp để không ảnh hưởng tới thận và quá trình trị bệnh. Tuy nhiên, không phải người bệnh suy thận nào cũng cần phải tuân thủ chế độ ăn hạn chế kali. Lượng kali người bệnh suy thận có thể hấp thụ mỗi ngày sẽ phụ thuộc vào giai đoạn bệnh hoặc loại phương pháp lọc máu của người bệnh. Nếu không có sự khuyến cáo của bác sĩ, không nên loại bỏ hoàn toàn rau trong bữa ăn. Nếu biết lựa chọn những loại rau phù hợp, người bệnh suy thận vẫn có thể thoải mái sử dụng loại thực phẩm này. Chính vì nguồn kali có nhiều trong các loại rau nên người bệnh thận sẽ phải cân nhắc lựa chọn cho hợp lý. Dưới đây là những loại rau ít kali có lợi cho thận. Hãy cùng tìm hiểu người suy thận nên ăn rau gì nhé. 1. Súp lơ. Súp lơ là loại rau nhiều chuyên gia khuyến khích nên có trong khẩu phần ăn của người bị suy thận. Súp lơ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin K, folate, vitamin B và chất xơ. Loại rau này cũng chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm. Cô bác có thể thử súp lơ nghiền thay vì sử dụng khoai tây để có một món ăn phụ có hàm lượng kali thấp. Thiếu vitamin D là một vấn đề lớn, kể cả ở các nước đang phát triển như ở Mỹ. Mặc dù bản thân súp lơ xanh không chứa hàm lượng vitamin D cao, nhưng súp lơ có thể bù đắp những ảnh hưởng không mong muốn khi uống vitamin D với liều lớn. Súp lơ có sự kết hợp mạnh mẽ giữa vitamin A và vitamin K, do đó có thể giữ quá trình chuyển hóa vitamin D luôn cân bằng. Vì vậy, cô bác muốn uống bổ sung vitamin D, hãy đảm bảo rằng trong bữa ăn của cô bác có thêm súp lơ. Không chỉ tốt cho thận, súp lơ còn được biết đến là một loại rau có khả năng ngăn ngừa ung thư rất hiệu quả. Ăn nhiều rau thuộc họ rau cải như súp lơ được chứng minh là sẽ làm giảm nguy cơ ung thư phổi và ung thư đại trực tràng. Sulforaphane, chất làm cho súp lơ có vị hơi đắng, là chất làm cho súp lơ có khả năng chống lại rất nhiều bệnh tật. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ ăn nhiều hơn 5 khẩu phần rau thuộc họ rau cải một tuần có nguy cơ bị ung thư phổi thấp hơn. Nghiên cứu cũng chứng minh được rằng phụ nữ ăn nhiều rau thuộc họ rau cải cũng ít gặp phải nguy cơ được chẩn đoán ung thư đại trực tràng hơn. Một nghiên cứu chứng minh mối liên quan giữa việc tiêu thụ rau thuộc họ rau cải và việc giảm nguy cơ ung thư vú. Tuy nhiên, cần có thêm nhiều nghiên cứu hơn nữa để hình thành mối liên quan mật thiết giữa việc giảm nguy cơ ung thư và việc tiêu thụ súp lơ xanh. Súp lơ không chỉ làm giảm cholesterol mà còn giúp tăng cường sức khỏe trái tim, do đó có thể làm các mạch máu vững chắc. 2. Ớt chuông. Ớt chuông có nhiều vitamin A, C và các chất chống oxy hóa khác. Những chất dinh dưỡng này rất quan trọng đối với chức năng miễn dịch, được liên kết chặt chẽ với nhau. Điều đặc biệt là trong ớt chuông có chứa ít kali. Do đó, câu hỏi người suy thận nên ăn rau gì thì ớt chuông sẽ là một trong những câu trả lời không thể thiếu. Người suy thận có thể sử dụng loại rau này để nạp vào cơ thể các chất cần thiết mà không sợ ảnh hưởng đến thận hay quá trình điều trị thận. Bên trong loại ớt này còn có chứa sắt, và sắt là một chất thiết yếu giúp bổ sung và ngăn ngừa bệnh thiếu máu trong cơ thể. Bên cạnh đó, vitamin C có trong ớt chuông đỏ còn giúp cơ thể chống oxy hóa mạnh mẽ và giúp ruột tăng khả năng hấp thụ sắt. Ớt chuông còn được biết đến với công dụng cải thiện chất lượng giấc ngủ đó ạ. Trong loại quả này còn chứa vitamin B6 và magie. Đây là hai chất mà khi kết hợp có thể làm giảm lo lắng, căng thẳng thần kinh và giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, vitamin B6 còn giúp sản sinh ra melatonin. Đây là chất giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ, giúp cô bác ngủ ngon hơn. Mặc dù đây là một loại rau củ lành tính, dễ hấp thụ, thế nhưng vẫn tồn tại các trường hợp dị ứng với ớt chuông. Một số nghiên cứu cho rằng nếu cô bác bị dị ứng phấn hoa thì cũng có thể có phản ứng dị ứng chéo là dị ứng với thực phẩm. Do đó, cô bác cần tham vấn các bác sĩ trước khi dùng. Hoặc nếu có thể ra hiện tượng dị ứng sau khi ăn loại quả này,
thì nên đến các bác sĩ để được thăm khám và chữa trị. Đặc biệt, người bệnh dạ dày, trĩ, viêm loét đường ruột không nên dùng, đặc biệt là khi ớt còn sống. 3. Bắp cải. Cải bắp là loại rau thường có vào mùa đông và rất quen thuộc với người Việt Nam. Không chỉ là nguyên liệu để chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, mà bắp cải còn chứa nhiều dinh dưỡng và mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích sức khỏe. Một trong số đó phải kể đến công dụng hỗ trợ cải thiện sức khỏe thận. Loại rau này giúp cung cấp vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa. Theo những các nghiên cứu khoa học, thì cả cải bắp trắng và bắp cải xanh đều có thể giúp cơ thể quản lý lượng đường trong máu, giảm nguy cơ tổn thương thận và gan, ngăn ngừa stress, chống oxy hóa và béo phì. Cải bắp có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C là một trong số những loại vitamin rất quan trọng, giúp cơ thể hấp thụ sắt một cách tốt nhất, tạo ra collagen để làm lành vết thương nhanh hơn và tăng cường hệ miễn dịch, giúp chúng ta phòng ngừa nhiều loại bệnh tật. Tuy nhiên, cơ thể không thể sản sinh ra vitamin C mà chúng ta cần bổ sung vitamin C bằng các loại thực phẩm. Cải bắp là một trong những loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin C mà cô bác nên bổ sung mỗi ngày. Ước tính 100g cải bắp lại có chứa 35mg vitamin C. Việc tiêu thụ bắp cải cũng chính là một trong những cách tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Trong loại rau này cũng có chứa nhiều vitamin B9, có tác dụng góp phần hình thành các tế bào hồng cầu, cũng như những hoạt động của hệ miễn dịch và hệ thần kinh. Trong rau cải bắp có chứa nhiều vitamin K, rất cần thiết để có một hệ xương khớp khỏe mạnh và vô cùng quan trọng trong các chức năng đông máu. Loại rau này cũng chứa nhiều chất khoáng quan trọng như canxi, magie, kali giúp bảo vệ xương khớp và giúp phòng ngừa nguy cơ loãng xương. 4. Hành tây. Hành tây là một loại thực vật thuộc họ hành. Loại củ có lớp vỏ màu nâu, trắng hoặc đỏ này là một thành phần không thể thiếu của nhiều món ăn trên thế giới bởi mùi vị hăng và khả năng gây kích thích vị giác. Giống như các loại rau củ quả khác, hành tây cũng là một loại thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, lợi ích tuyệt vời của hành tây thì chưa được nhiều người biết đến. Hành tây có chứa rất ít calorie và giàu vitamin C. Nó cũng chứa rất nhiều các hóa chất có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa vô cùng độc đáo. Theo một số nghiên cứu, một hàm lượng lớn của quercetin có trong hành tây là một chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của bệnh thận, bệnh tim mạch và ung thư. Hành tây cung cấp vitamin C, mangan và vitamin B bao gồm cả folate. Không chỉ vậy, hành tây còn chứa hàm lượng kali thấp cùng với chrome có khả năng chuyển hóa chất béo và protein. Do đó, hành tây rất tốt cho người bị suy thận mãn tính. Các bác sĩ thường khuyến cáo người bệnh nên sử dụng khoảng nửa củ hành tây mỗi ngày. Đối với các bệnh nhân đang điều trị huyết áp trong suy thận mãn thì không nên lạm dụng hành tây. Hành tây là một trong số những loại cây có chứa nhiều flavonoid và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe nhất. Đây là những hợp chất phenolphenolic có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch và các bệnh viêm nhiễm. Flavonoid là các hợp chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh đã được biết đến từ lâu. Chất chống oxy hóa giúp duy trì hoàn hoặc làm chậm lại các tổn thương tế bào sau quá trình oxy hóa diễn ra trong cơ thể. Flavonoid tập trung nhiều nhất ở phần thịt ngoài cùng của hành tây. Do vậy, khi chế biến lưu ý đừng bỏ đi quá nhiều phần này nhé. 5. Củ cải. Nếu cô bác thắc mắc người bệnh suy thận nên ăn rau gì thì củ cải là một loại rau không thể không kể đến. Chúng rất ít kali và phốt pho, nhưng vẫn chứa các chất dinh dưỡng quan trọng khác, chẳng hạn như folate và vitamin A. Đặc tính nổi trội nhất của củ cải là phòng chống các bệnh liên quan đến thận như viêm đường tiết niệu, bảo vệ thận. Các hợp chất diuretic tự nhiên của củ cải có tác dụng rất tốt để cải thiện sức khỏe của quả thận. Chúng đóng vai trò như một chất tẩy rửa tự nhiên giúp loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể. Nước ép lá củ cải trắng đóng vai trò quan trọng trong việc lợi tiểu. Không chỉ vậy, bổ sung lá củ cải vào chế độ ăn uống hàng ngày còn có đặc tính nhuận tràng, giúp điều trị táo bón và đầy hơi hiệu quả. Kết hợp chiết xuất củ cải trắng với đường theo tỷ lệ bằng nhau, rồi trộn đều cho đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt. Bôi hỗn hợp này lên vùng khớp bị tổn thương sẽ giúp cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp hiệu quả. Một trong những lợi ích quan trọng mà lá củ cải trắng đem lại là ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Nguyên nhân là do lá củ cải trắng chứa nhiều chất chống oxy hóa. Thêm vào đó, nước ép củ cải trắng còn tốt cho sức khỏe phụ nữ. Báo Lao Động dẫn nguồn trang Stryway cho biết, hàm lượng sắt cao trong lá củ cải trắng giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi và tăng năng lượng. Bên cạnh đó, lá củ cải trắng chứa nhiều vitamin A, vitamin C, phốt pho và thiamin giúp tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. 6. Rau cải lông. Cải lông là một loại rau xanh có hương vị thơm ngon và rất giàu chất dinh dưỡng. Loại rau này có hàm lượng kali thấp, khiến nó trở thành lựa chọn tốt cho các món salad và món ăn phụ tốt cho thận. Cải lông cung cấp vitamin K,
mangan và canxi, tất cả đều quan trọng đối với sức khỏe của xương. Loại rau xanh bổ dưỡng này còn chứa nỉ chát, có thể làm giảm huyết áp, một lợi ích quan trọng đối với những người mắc bệnh thận. Cải lông có chứa chất chống oxy hóa và chất diệp lục, được sử dụng phổ biến như chất tẩy rửa cơ thể tự nhiên. Những chất này có thể giúp thanh lọc máu khỏi độc tố và các chất khác để làm giảm hoạt động và hỗ trợ chức năng của gan. Chất chống oxy hóa trong cải lông cũng có thể bảo vệ gan khỏi bị tổn thương do gốc tự do gây ra. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu do các nhà nghiên cứu từ Ả Rập Xê Út thực hiện đã chứng minh cải lông chứa chất chống oxy hóa cao có thể giúp bảo vệ thận khỏi một số chất có hại như thủy ngân chlorua. Cải lông bao gồm các chất chống oxy hóa cao và chúng cũng có thể hoạt động như các đặc tính chống viêm như indole-bacabinol và isothiocyanate bên trong cơ thể. Hàm lượng chất chống oxy hóa của cải lông giúp giảm viêm trong cơ thể do nhiễm vi sinh vật hoặc chất có hại xâm nhập vào cơ thể. Cải lông có chất chống oxy hóa cao có thể ngăn ngừa cơ thể phát triển ung thư. Nghiên cứu báo cáo rằng loại cải này không chỉ bao gồm lượng chất chống oxy hóa cao mà còn chứa một chất gọi là sulforaphane, có khả năng trì hoãn sự phát triển của tế bào ung thư và ngăn chặn enzyme histone deacetylase, được gọi là chất kích thích ung thư. Cải lông cũng bao gồm chất diệp lục có thể ngăn chặn chất gây ung thư đến từ các amin dị vong. Bên cạnh các loại rau được khuyến khích nên sử dụng thì cũng có những loại rau mà người suy thận nên tránh. 1. Các loại khoai. Các loại khoai như khoai tây, khoai lang là những thực phẩm không được khuyến cáo sử dụng cho người bị bệnh suy thận. Do ước tính, trong 130g khoai lang hoặc khoai tây có tới 500mg kali. Hàm lượng kali quá cao này sẽ ảnh hưởng xấu đến chức năng thận của người bệnh. Nếu cô bác vẫn muốn sử dụng các loại khoai này thì nên ngâm trong nước ít nhất khoảng 4 giờ hoặc nấu lại 2 lần để giảm bớt lượng kali. 2. Rau mồng tơi. Trong rau mồng tơi có chứa một lượng axit oxalic cao. Loại axit này có thể gây rối loạn quá trình lọc tại cầu thận, sỏi thận và sẽ khiến khả năng hấp thụ canxi và kẽm trở nên suy giảm. Ngoài ra, rau mồng tơi cũng chứa purin, một loại hợp chất khiến nồng độ axit uric trong máu tăng cao, nguy cơ sỏi thận cũng sẽ tăng cao. 3. Rau dền. Một trong những loại rau nằm trong danh sách không nên ăn của người suy thận đó là rau dền. Cũng giống như rau mồng tơi, rau dền có chứa một lượng lớn axit oxalic gây cản trở cho quá trình bài tiết chất thải của thận, khiến tình trạng suy thận trở nên nặng hơn. 4. Đậu. Đậu là nguồn cung cấp protein và chất xơ thực vật tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng cũng có thể làm tăng lượng kali và phốt pho lưu thông trong máu nếu tiêu thụ với số lượng lớn. Các nghiên cứu cho thấy đậu là nguồn cung cấp protein tốt cho những người mắc bệnh thận mãn tính. Tuy nhiên, các hướng dẫn vẫn khuyến cáo nên hạn chế ăn đậu do hàm lượng phốt pho và kali trong chúng. Người suy thận nên ăn rau gì để hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Rau là nguồn chủ yếu cung cấp chất xơ, vitamin và các chất khoáng cần thiết cho cơ thể. Nhưng không phải loại rau nào người bệnh suy thận cũng có thể ăn được. Hy vọng bài viết trên đã giúp cô bác có thêm những kiến thức về cách lựa chọn các loại rau tốt cho tình trạng suy thận. Quý cô bác thân mến, vậy là trong chương trình ngày hôm nay, cô bác đã không còn phải hoang mang khi lựa chọn loại thực phẩm để dưỡng thận nữa rồi đó ạ. Cứ áp dụng danh sách những loại hoa quả nên ăn và nên tránh để bảo vệ sức khỏe của thận nhé. Cảm ơn cô bác đã luôn chú ý theo dõi, đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại cô bác ở những chương trình tiếp theo.